Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc sáng 1 tháng 7 tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc tọa đàm bàn tròn với lãnh đạo gần 20 tập đoàn lớn hàng đầu của Hàn Quốc trong các lĩnh vực. Tọa đàm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với công ty luật Kim & Chang, Ngân hàng Quân đội MB tổ chức. Cụ thể là sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Tại tọa đàm, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã phát biểu, nêu các đề xuất kiến nghị và lãnh đạo các bộ, ngành đã phản hồi theo 3 nhóm lĩnh vực: công nghiệp, năng lượng, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, y dược, đầu tư tổng hợp. Ông Han Seong-soo, nguyên Thủ tướng Hàn Quốc, cố vấn cao cấp công ty luật Kim & Chang cho biết, các công ty Hàn Quốc đang mở rộng đầu tư vào tất cả các lĩnh vực Việt Nam vì chính phủ Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt với các doanh nghiệp Hàn Quốc từ trước tới nay. Quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước có nền tảng vững chắc trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, giao lưu sôi động, gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai nước. Ông Chung Jin, Chủ tịch Doosan NPTT cho biết, tập đoàn này vào Việt Nam từ năm 2006 và đang tập trung đầu tư các dự án tại Việt Nam. Doanh nghiệp chia sẻ mong muốn tham gia các dự án điện gió, điện khí của Việt Nam, cung cấp thiết bị của nhà máy phát điện như turbine vào các dự án. Phát điện là lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước. Chúng tôi sẵn sàng chuyển giao công nghệ và cùng Việt Nam đào tạo về chuyên môn, ông Chun Yin cho biết. Ông Lee Ki-in, Chủ tịch Bosco International cho biết, tập đoàn này đã sản xuất hơn 2,3 triệu tấn thép ở Việt Nam với doanh thu 1,5 đến 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Từ năm 2015, tập đoàn đã tham gia vào dự án phát điện Mông Dương 1 và đang hướng tới dự án Quỳnh Lập ở Nghệ An với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Ông Chun In-sup, giám đốc điều hành Hanwha Aerospace, mong muốn cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy bay ở Việt Nam. Theo ông, Việt Nam có nhiều hãng hàng không lớn có nhu cầu nhưng phải ra nước ngoài như Mỹ, Singapore để bảo trì, bảo dưỡng máy bay. Vì vậy, tập đoàn này hy vọng thời gian tới sẽ làm được các công việc bảo dưỡng, bảo trì máy bay ở Việt Nam. Ông Kim Hyung-won, Chủ tịch và Giám đốc điều hành HD Hyundai Mibo cho biết, đơn vị đang đầu tư mạnh vào Việt Nam để cùng Việt Nam phát triển ngành đóng tàu. Ông mong muốn HD Hyundai Mibo sẽ trở thành doanh nghiệp cùng Việt Nam tạo ra những sản phẩm tàu có uy tín trên thế giới. Theo ông, đơn vị đang cố gắng ứng dụng công nghệ mới, công nghệ xanh, thân thiện với môi trường vào ngành đóng tàu để đóng góp vào sự phát triển bền vững cho các ngành đóng tàu của Việt Nam. Giải đáp về các vấn đề về đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với sự phát triển của Việt Nam. Ông mong muốn các tập đoàn này sẽ mở rộng hợp tác ở Việt Nam theo ba hướng Việt Nam đã xác định, gồm lĩnh vực công nghệ cao có giá trị gia tăng cao, hạ tầng số, chuyển đổi xanh theo chiến lược tăng trưởng xanh, đặc biệt về giao thông năng lượng. Ông Dũng khẳng định chính phủ Việt Nam cam kết ủng hộ và sẵn sàng tháo gỡ vướng mắc để đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc. Trả lời các vấn đề về năng lượng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Việt Nam có nhu cầu lớn về năng lượng và đang thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Ông cho biết, để bảo đảm năng lượng trong mọi tình huống, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo 6 giải pháp, trong đó có việc hoàn thiện cơ chế, áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp, hoàn thiện cơ chế điện mặt trời áp mái theo hướng tự sản tự tiêu, rà soát điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường. Ngoài ra, Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng mới, nên rất mong doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư ở Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam. Làm rõ thêm một số vấn đề cụ thể mà các nhà đầu tư quan tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ thêm, Việt Nam đang đa dạng hóa các nguồn điện, nhu cầu sử dụng điện những tháng đầu năm nay đã tăng 15% và với đà này còn tiếp tục tăng. Song theo Thủ tướng, Việt Nam bảo đảm không thiếu điện. Liên quan đề nghị của doanh nghiệp về bảo trì, bảo dưỡng động cơ máy bay, người đứng đầu chính phủ Việt Nam rất hoan nghênh. Ông cho biết, Việt Nam có hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và các hãng hàng không tư nhân đang phát triển rất nhanh như Vietjet Air. Vì thế, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc liên hệ với các hãng này để bàn về hợp tác. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang phát triển kinh tế hàng không với nhiều hệ thống sân bay, đang xây dựng thêm sân bay Long Thành, nên hợp tác về bảo trì, bảo dưỡng máy bay là nội dung mà Việt Nam đang rất cần. Về hợp tác đóng tàu, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đây là nhu cầu lớn do Việt Nam đang phát triển kinh tế biển và ngành công nghiệp đóng tàu. Đặc biệt, Việt Nam có vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng sông nước, giao thông thủy đóng vai trò hết sức quan trọng và nhu cầu đóng tàu rất lớn. Vì vậy, Thủ tướng hoan nghênh hợp tác trong lĩnh vực này. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Kết luận cuộc tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay trên tất cả các lĩnh vực, đang phát triển hết sức sôi động và thực chất. Nhiều cơ hội hợp tác kinh tế song phương tiếp tục được mở ra. Hàn Quốc hiện giữ vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp với tổng số vốn lũy kế đến nay đạt 87 tỷ đô la Mỹ với gần 10.000 dự án, đứng số 2 về hợp tác phát triển và du lịch và số 3 về hợp tác lao động và thương mại đạt 76 tỷ đô la Mỹ năm 2023.
hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới và 150 tỷ đô la Mỹ năm 2030. Đặc biệt, giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng phát triển có ý nghĩa quan trọng, là cầu nối vững chắc cho mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Hiện có khoảng 280.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc ở Việt Nam, hơn 80.000 gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc. Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tiềm lực đất nước tăng lên, đời sống nhân dân được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại rất sôi động và được tăng cường, mở rộng. Việt Nam đã tham gia 16 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, trong 6 tháng đầu năm 2024, GDP Việt Nam tăng 6,42%, riêng quý 2 đạt gần 7%, được đánh giá là ngôi sao sáng về tăng trưởng. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài và bộ chi ngân sách được kiểm soát. Đánh giá cao các ý kiến về tọa đàm, Thủ tướng cho biết luôn mong muốn lắng nghe, trân trọng những đóng góp chân thành, thẳng thắn và sẵn sàng trao đổi về các kiến nghị, đề xuất, sáng kiến hợp tác thiết thực của các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng hoan nghênh, cảm ơn và mong muốn các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư, hợp tác với Việt Nam, cùng nhau thúc đẩy những chân trời hợp tác mới trên cơ sở các tiếp cận mang tính toàn cầu, toàn diện, toàn dân, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Thủ tướng đề nghị bên cạnh hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, hai bên cần tăng cường hợp tác trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, các ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo. Trong các lĩnh vực cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thủ tướng đề nghị các tập đoàn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp ý hoàn thiện thể chế, chính sách, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị thông minh, cả quản trị doanh nghiệp và quản trị quốc gia. Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khi khó khăn, thiên tai, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp Hàn Quốc, chuỗi giá trị toàn cầu. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng trên tinh thần ba cùng là cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển. Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đóng góp lớn hơn cho quan hệ hai nước, sự phát triển của mỗi nước, mang lại đời sống ngày càng tốt đẹp cho người dân hai nước. Đồng thời, Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam nghiêm túc tiếp thu các ý kiến khuyến nghị tại tọa đàm, nhất là về thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn phát triển của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam cam kết luôn lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng đầu tư kinh doanh thuận lợi, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam. Xung quanh thông tin về chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng, chúng tôi sẽ cập nhật trong những video tiếp theo. Quý vị hãy ấn subscribe kênh để không bỏ lỡ thông tin nổi bật nhé! Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, thị trường bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.